Thưa sư, đạo Phật chủ trương cắt đứt chấm dứt nghiệp hay là tạo phước nghiệp lành? Nếu vậy thì vị tỳ kheo có nên cố gắng tạo thêm phước nghiệp lành hay không? Hay là phải nhắm đến việc chấm dứt nghiệp, cắt đứt nghiệp, diệt nghiệp? Tôi không biết là cái người hỏi này là tu sĩ hay là cư sĩ. Tại vì tu sĩ thì có khi khác mà cư sĩ có khi phải trả lời khác. Như thế này, nếu nói một cách đúng đắn thì có thể nói rằng đạo Phật chủ trương cắt đứt chấm dứt nghiệp. Đó là gì? Đó là khi anh đạt đến cái đạo quả giác ngộ, tức là chứng đắc được A-la-hán, thấy rõ Niết bàn, thì khi đó anh chấm dứt toàn bộ các cái nghiệp cả thiện lẫn bất thiện. Anh cắt đứt toàn bộ cái vòng nhân quả. Khi đó anh không còn tạo thêm các nghiệp thiện hay bất thiện nữa. Cho nên nếu nói một cách đúng đắn thì có thể nói rằng đạo Phật chủ trương cắt đứt nghiệp và chấm dứt nghiệp. Cái thứ hai, nếu nói một cách đúng đắn thì có thể nói rằng đạo Phật chủ trương tạo phước và tạo nghiệp lành. Đó là gì? Hãy tích cực bố thí, tích cực giữ giới, tích cực hành thiền, cung kính, phục vụ, nghe pháp, thuyết pháp, hồi hướng, tùy hỷ, sửa sang chuyên kiến cho đúng. Hãy tích cực thực hành để nhận rõ đây là khổ, đây là nguyên nhân khổ, đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Hãy nỗ lực thực hành tứ niệm xứ, tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Cho nên nếu nói một cách đúng đắn thì có thể nói rằng đạo Phật chủ trương tạo phước và tạo nghiệp lành. Nhưng mà trong cái chuyện mà tạo phước và tạo nghiệp lành đó, có những cái thuộc về cư sĩ, có những cái thuộc về tu sĩ. Tức là sao? Có những cái đó mà cư sĩ họ làm được mà tu sĩ mình làm không được. Ví dụ như cái chuyện mà làm các công tác từ thiện thì đó, như trong kinh Đại Bát Niết Bàn, thậm chí Đức Phật nói như cái chuyện mà xây chùa, đấy xây chùa tôn tạo các cái tháp thờ, đó cũng là phải dành cho cư sĩ, Đức Phật giao nhiệm vụ cho cư sĩ, bởi vì đó là dành cho cư sĩ những người mong cầu công đức để cho họ làm. Còn trách nhiệm của những vị tu sĩ thì nên tu tập cũng là công đức, nhưng mà cái sự tu tập của họ là tu tập con đường đưa đến giải thoát giác ngộ, nó cũng là nghiệp lành đó chứ, nó cũng là nghiệp lành đó chứ. Đó là gì? Thực hành tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thức giác chi, bát chánh đạo, nó cũng là nghiệp lành nè. Nhưng mà đó là nghiệp lành của tu sĩ. Đương nhiên cư sĩ họ vẫn làm được, có nghĩa là tại gia xuất gia đều làm được, nhưng mà có những cái khía cạnh đúng là phước đức, đúng là nghiệp lành đó, nhưng mà vị tỳ kheo không có được làm. Bởi vì cái trách nhiệm, cái bổn phận của vị tỳ kheo là anh thực hành, anh tạo nghiệp để anh đưa đến cái sự chấm dứt nghiệp. Đấy, coi như là mỗi người có cái bổn phận của mình. Và nói một cách đúng đắn thì có thể nói là đạo Phật chủ trương cắt đứt chấm dứt nghiệp. Và nói một cách đúng đắn thì có thể nói rằng đạo Phật chủ trương tạo các phước và nghiệp lành. À,